Chào thầy cô và các bạn, con tên là Nguyễn Bảo Linh, con đang học lớp 7 giờ đây. Con xin giới thiệu với mọi người về sản phẩm trò chơi kéo búa bao của con. Trò chơi được thiết kế với giao diện là vông đùm màu xanh và hai bàn tay đang đưa dẫn ra để chơi. Có ba nút ấn là búa bao và kéo để mình chọn lựa chọn trò chơi mình đưa ra. Khi mình ấn vào nút bao thì sẽ có bàn tay đưa ra, và nếu mình hòa thì sẽ có một hòa, thua hoặc thắng thì sẽ có các hình ảnh hiện lên để thấy cho mình. Mỗi lần mình thua máy tính thì máy tính sẽ được cộng 1 điểm. Còn nếu mà mình thắng máy tính thì mình sẽ được cộng 1 điểm. Còn máy tính hơn mình 2 điểm thì sẽ có dòng chữ game over hiện lên. Hoặc là nếu mà mình thắng được ở máy tính thì sẽ có dòng chữ win hiện lên. Con thích nhất là cái phần hiện hình ảnh lên lúc mà chơi chơi xong. Sản phẩm của con thì vẫn còn một vài lỗi như thuật toán mà cô vẫn không chạy được, và các hình ảnh nó sau khi mà chữ game over, chữ win hiện lên thì nó bị chèn trước cái các cái hình ảnh mặt và nó không dừng trò chơi lại luôn. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe. Tương lai thì Bảo Linh sẽ tìm cái chức năng gì cho sản phẩm của mình, phát triển sản phẩm như thế nào? Con sẽ sửa lại thuật toán để chạy được, và sửa thêm cái phần win và cái hình ảnh win và hình ảnh thua cuộc, và có thêm chức năng chế độ khó với dễ nữa. Cảm ơn bạn Bảo Linh. Thì mời bạn nào Vũ Trung Kiên nhận xét và làm cho bạn. Theo con thấy thì bài của bạn cũng có đủ chức năng đầy đủ, và bạn đã có cái màn hình UV là khá đẹp với lại cái câu chữ đấy. Rồi, thế mời tiếp bạn Đăng Sơn nhận xét bài làm cho Bảo Linh. Như thầy, là bài làm của bạn ấy có các chức năng khá là hay, đầy đủ, và em thấy ấy phần thuyết trình của bạn khá là tốt rồi ạ. Rồi, ok. Như vậy cảm ơn hai bạn đã nhận xét. Bạn nào muốn nhận xét thì chúng ta giơ tay nha. Bảo Linh có thể mô tả kỹ hơn hay giải thích kỹ cái phần hiện chữ, hay còn lập trình hiện chữ, tức là hiện cái điểm lên trên màn hình bằng các câu lệnh nào? Thầy, đầu tiên là con sẽ đặt ra một biến là biến phông để lập trình cho kiểu chữ và cỡ chữ để hiện lên màn hình. Sau đấy thì sẽ có một hàng để cộng điểm. Nếu như mà mình thắng người máy thì điểm mình sẽ cộng 1, và người máy và mình hoặc là người máy thắng mình thì sẽ được điểm, người máy sẽ cộng 1, và trong hàm vẽ thì mình sẽ có một cái lệnh để dùng để hiện điểm của mình và của người máy. À, rồi, ok, cảm ơn bạn Bảo Linh. Thầy sẽ nhận xét bài làm cho Bảo Linh như sau nhé. Thầy đầu tiên ấy, là phần kỹ thuật, thì bài làm của Bảo Linh khá đầy đủ chức năng, còn thiếu một cái phần nhỏ nhỏ nữa là sửa sang mắc code. Còn có thêm những cái chức năng phát triển thêm, đó, ví dụ như là chức năng thắng thua, game over, hiển thị biểu tượng cảm xúc khi mà chúng ta chơi thắng hoặc là chơi thua, đấy rất là hay. Phần thuyết trình của con thì con hơi ngắt ngứ một chút, có lẽ là dự án nó còn hơi lỗi lỗi cho nên là con có mất bình tĩnh đó, thì con chú ý lần sau con cần chuẩn bị thuyết trình tốt hơn nhé, kỹ hơn một chút nhé. Rồi, chúc mừng Bảo Linh đã hoàn thành tốt cái phần thuyết trình của mình. Cảm ơn thầy ạ.